Vì sợ hả? Dạ. Học đến tinh thần. Nhưng mà về lý do là bạn chưa có nắm bắt lyric á, cho cái vấn đề bạn diễn đạt
là một cái khó khăn với bạn. Và đó là tổn thất lớn cho cái ảnh hưởng đến số điện của bạn hiện tại. Thì mong là sẽ gặp bạn ở lần sau. Cảm ơn bạn.